thường là Phương đặt theo miếng bà Giang nè. Nay thì khoe với cả nhà Phương có cái gọng mới. Hồi trước thì Phương có cái gọng lứa lứa bự bự ở cả nhà, thì nó hư rồi, Phương mới sắm cái gọng mới nè. Cái loại này thì người ta đang không có cái nắp, nên là Phương làm luôn cái nắp bằng bằng cái ghế này nè cả nhà, với làm thêm cái sợi dây. Đợt trước thì đeo cái sợi dây cái cọng vậy đó, giống như cái cọng ấy nó tròn tròn á, nên là khi mà có cá nhiều á nó bị nặng. Chứ cả nhà có góp ý Phương á là làm cái cọng dây bài bản như thế này nè thì nó không có bị đau dây á. Đây Phương làm cái cọng dây này luôn nè, mình quẩy đây khai trương luôn. Cả nhà cùng đi thăm với Phương và chúc may mắn cho Phương ngày hôm nay nha. Dính ngạnh này, kỳ giấy, kỳ giấy dính ngạnh này cả nhà, hai ngạnh đâm qua hai bên luôn này. Khó nha. Trời nó về á cả nhà ơi. Hãy subscribe.
luôn á. Cả chục con cá chê ngay cái đường này luôn á cả nhà, ngay cái tiếng này luôn. Bởi vậy đặt mà chỗ nào nó chạy là nó sẽ chạy à cả nhà, còn cái chỗ nào mà mình đặt một vài chuyến mà thấy nó không có đi rồi á là mình sẽ về bẫy. Phương thả luôn nha cả nhà. Mình đặt lại. Phương đặt ở đây nè. Ở đây có nguyên một cái bụi cỏ đây cả nhà. Đặt như đây nè. Cái Phương gài lại. Nay nước lên dữ thế. Đây nè. Có cái nản đây nè. Phương đè xuống đây nè cả nhà. Cho nó cũng có thấy rồi. Sớm Phương thức dậy à, nhẹ cốc nó nghiến răng chà nèo vậy. Phương nó gọi à, bữa nay thế nào cũng mua một đám bình địa bình định luôn, chỉ nguyên cảnh hết trơn cả nhà. Thank you.
còn em chê nữa nha. Chơi lai cả nhà ơi, lai giữa chơi trắng và chơi vàng nên là ỉm sẽ vàng vàng trắng trắng. Cá lóc, hai con rô biển, hai con rô đồng và một con rô phi cả nhà. Đủ bộ cá chê luôn á. Ý
thì sau đây mình hái thêm mớ non nhút về có bên chua cá chê. Đây non nhút đây là cả nhà, nguyên một con cá luôn cả nhà xem. Đừng thổi canh chua hả? Xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha các nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.